cùng ngày 22 tháng 9 69, Hội khuyến lệ cổ ca trình diễn trên sân khấu Trường Quốc gia Kịch nghệ vở Hắc Bội, Phàn Đình Công chém sứ đầy cờ với cốt truyện rút trong giả sử Trung Hoa. Gần 1.000 năm, Hắc Bội thịnh hành ở Nam Việt Nam từ thời Lê Văn Dược và Bùi Hữu Nghĩa. Ở tỉnh Bình Định, nghệ thuật này cũng bành trướng từ thời Chúa Nguyễn và còn được gọi là Hắc Bộ. Hắc Bộ hay Hắc Bội là một loại kịch thơ không dàn cảnh, có những kiểu cách hóa trang và điệu bộ diễn xuất theo quy ước tượng trưng, với nội dung tuồng tích thể hiện triết lý nhân sinh khổng mạnh, được diễn tả bằng ca nhạc cổ điển Việt Nam. Ngày nay, Hắc Bộ được coi là nghệ thuật sân khấu cổ điển, có một số khán giả trọng tuổi, hạn chế và được chuộng trong các dịp lễ tiết tôn giáo. Chèo cổ Quan Âm Thị Kính của Vũ Khắc Khoan lược thuật lại một truyện tích cổ của Phật giáo, nói lên đức chịu đựng và hy sinh của phụ nữ Việt Nam. Trình diễn của từ đời nhà Trần, thoát thai từ vãng ca,
dùng các điệu hát bắt để kể chuyện cổ tích, châm biếm các tệ đoan xã hội và thường nêu gương tốt cho phụ nữ. Ngày nay, hát chèo là một loại ca kịch bình dân thịnh hành ở miền Bắc Việt Nam. Thank you.
Huế, một ban vũ công lập có nhiệm vụ bảo tồn các vũ điệu cổ của triều đình Huế, đã đóng góp vào tuần lễ văn hóa nhiều vũ điệu đẹp mắt. Trước hết là điệu múa bông, một vũ điệu mà thời xưa thường múa ở các giáo phường vào các dịp hội hè lễ tiết.